Đến máy Việt Nhật xin chào các bác, và hiện tại thì bên em đã cho về tất cả những cái dòng máy hút bụi của thương hiệu Hukang, từ phục vụ gia đình đến công trình. Và trên video ngày hôm nay thì em sẽ báo giá chi tiết cụ thể từng sản phẩm một. Mời các bác tham khảo nhé. Ok, đầu tiên thì chúng ta sẽ tham khảo qua 3 dòng máy hút bụi chạy bằng pin của bên em. Và bác nào đã có chân pin phổ thông chân M21 rồi thì chúng ta chỉ cần mua thân máy thôi, bên em có bán. Một con máy đây. Con này thì chúng ta có xe hơi hoặc chúng ta hút ở những cái mô hình nhỏ thì chúng ta sẽ sử dụng con này nhé. Và thân máy thì nó sẽ có giá là 650.000, được chưa? Rồi, tiếp theo, đây là cái con máy này, nó cũng sẽ chạy bằng pin. Đó, đây là nó có rất nhiều phụ kiện, tất cả các dòng máy thì nó đều có rất nhiều cái phụ kiện, nhưng mà em chỉ lắp nó gọn gàng vào để em giới thiệu thôi các bác nhé. Đấy, còn đi kèm theo thì nó sẽ có rất là nhiều phụ kiện, em sẽ làm chi tiết ở một cái video khác. Đó, đây ạ. Và con này nó sẽ là model của nó đây là 201BL này, cũng chạy bằng pin và giá của nó sẽ là 1.850.000, được chưa? Đó, một con máy cực kỳ là đẹp, các bác nhìn thấy đây. Rồi, tiếp theo nữa, một cái con máy hút chạy bằng pin. Đó, con này sẽ có dung tích của nó sẽ là 10 lít, được chưa? 10 lít. Đó, chạy bằng pin luôn. Pin của nó thì sẽ lắp ở phía trong đây mọi người nhé. Đó. Rồi, ok, và giá thành của nó sẽ là 1.450.000, 1.450.000. Model của con này sẽ là đây, CBVC808BL, được chưa? Đó, để mọi người nhớ nhé. Rồi, tiếp theo, đây là một con máy hút chạy bằng điện với dung tích 10 lít của Hukang. Đó, con chạy bằng điện 10 lít nhé. Mọi người cứ nhớ là con chạy bằng điện 10 lít thì nó sẽ có giá là 1.050.000. 1.050.000, đây là máy 10 lít. Rồi, chúng ta sẽ chuyển qua cái dòng máy lớn hơn một chút. Đây, con này thì nó dung tích của nó sẽ là 15 lít chạy bằng điện, được chưa? 15 lít chạy bằng điện sẽ có giá là 1.450.000. Rồi, nhà bác nào mà rộng hơn hoặc là có những cái kho thì chúng ta hãy sử dụng con máy đây, 30 lít, dòng 30 lít, lớn hơn một chút, được chưa? Đó, cũng chạy bằng điện các bác nhé. 30 lít chạy bằng điện của Hukang sẽ có giá là 1.680.000. 1.680.000, 30 lít, được chưa? Rồi, các bác mà hay làm, ví dụ đi làm dịch vụ hoặc nhà có công xưởng, hoặc là các bác hay làm ví dụ là giặt ghế, giặt thảm, thì chúng ta hãy sử dụng cái con máy lớn này. Đây là dòng 60 lít, dòng lớn nhất của Hukang các bác nhé. Dòng lớn nhất của Hukang các bác ơi, nhìn nó rất là hầm hố luôn, được chưa? Đó, đầy đủ các tính năng luôn, để chúng ta điều chỉnh nhé. Đây, đó, các bác nhìn thấy chưa? Con này chúng ta làm giặt thảm công nghiệp các thứ thì chúng ta hãy sử dụng con 60 lít này. Và con 60 lít này sẽ có giá là 4.500.000, được chưa? 4.500.000 các bác nhá. Dòng máy hút bụi công nghiệp của Hukang, được chưa? Dòng máy lớn. Ok các bác, và vừa rồi thì em đã báo giá cụ thể chi tiết từng sản phẩm máy hút bụi của Hukang, tất cả các model trên video ngày hôm nay. Và bác nào quan tâm đến sản phẩm nào, dùng vào trong công việc gì mà các bác còn phân vân hay đắn đo hoặc chưa hiểu thì các bác có thể liên hệ em qua Zalo hoặc số điện thoại 0982051388 để tư vấn hỗ trợ cho các bác về sản phẩm. Và các bác có thể tham khảo tất cả các sản phẩm này qua website của bên em, điệnmayviệtnhật.vn, để em hỗ trợ thêm. Cảm ơn các bác rất nhiều.